bác ha. Hôm nay em xin giới thiệu cái dòng Amly đa kênh đời mới của đời năm, có model là AVC 3808. Thì cái dòng này thì đời rất là mới, với cái kiểu dáng rất là sang trọng và nhiều công nghệ hiện đại, với thiết kế là mặt phay nhôm màu trắng rất là đẹp, rất là sang trọng. Với cái dòng này thì nó được sản xuất tại Nhật Bản ha. Có thiết kế là toàn bộ núm bên ngoài đều bằng kim loại ha, nhìn rất là đẹp. Đây, nút chuyển ngõ vào và nút volume. Và phía dưới đây nó sẽ có một cái nắp cốp thì chứa đựng các nút cài đặt trực tiếp trên máy. Thì đối với cái dòng này nó sẽ hỗ trợ cái giải mã âm thanh cao cấp như là Dolby, QHD, DTS, HT. Đây là những cái công nghệ âm thanh mới nó đã được hỗ trợ trong cái dòng Amly này. Và đặc biệt là cái dòng này nó sẽ hỗ trợ được cái việc đọc USB. Đọc USB bằng thẻ USB trực tiếp ha. Và nó sẽ hỗ trợ những cái file như là MP3, VMA. Và đặc biệt nó sẽ đọc được là cái file nhạc lossless. Đây là file black. Đây là cái chuẩn âm thanh cao mà không giảm chất lượng như là nghe chất lượng như là CD gốc ha. Rất là hay, rất là tiện dụng cho cái việc mà đọc USB này với cái chuẩn là cao nhất ha. Thì cái chuẩn giải mã nhạc số cao ha. Đây là một điểm rất đặc biệt của dòng Amly đời năm 3808. Ngoài ra là với cái ngõ HDMI thì cái đời năm 3808 này cũng có khả năng để nâng cấp cái nguồn tín hiệu từ bên ngoài vào để lên cái chuẩn cao hơn là 1080, thì rất là hay. Ta có thể đi tín hiệu âm thanh và hình ảnh đi trực tiếp qua cái cổng HDMI này. Và với cái dòng đời năm 3808 này nó vẫn có thiết kế rất là chi tiết để có thể nghe stereo hai kênh và phát lại đa kênh ở 7 kênh stereo. Rất là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nghe nhạc nào. Và đặc biệt cái dòng này vẫn cho phép để điều chỉnh equalizer 9 cần cho mỗi loa riêng biệt. Và cái dòng này nó đã thiết kế công suất rất là lớn, với công suất là 160W ở loa 6 ohm cho tất cả là 7 kênh loa như nhau. Đối với những cái dòng này thì đã cải tiến rất là nhiều về chất âm ở tất cả các kênh loa bằng cái công nghệ là AL24. Đây, nó đã ghi trực tiếp trên cái mặt máy. Thì đây là cái công nghệ độc quyền của đời năm, bằng cách triệt tiêu nhiễu bằng bộ chuyển đổi DAC để sao cho tín hiệu sạch sẽ và tinh tế nhất. Thì đời năm nó cũng sẽ vẫn hỗ trợ cho cái tính năng là hiệu chỉnh loa tự động bằng cái chương trình Odyssey Multi Equalizer, để nó có thể cân bằng và cài đặt loa ở cái hiệu suất cao nhất. Đối với dòng 3808 này nó sẽ được hỗ trợ là 4 đầu vào HDMI, một tiêu chuẩn là 1.3A. Ngoài ra thì nó cũng sẽ rất là nhiều cái ngõ kết nối khác như là cổng quang, cổng cơ sô, vân vân. Thì máy này nó sẽ kèm một cái khiển đời nông xịn ha. Đây là được khiển khác đời nhưng chỉnh được đầy đủ tất cả các tính năng của máy, như là cài đặt ngõ vào, điều chỉnh ngõ vào và chế độ âm thanh vân vân, rất là tiện. Và cái khiển này ta có thể mở ra ở mặt sau ha và mặt trước. Thì bên trong máy em đã mở ra sẵn để các bác sẽ thấy ha. Ruột gan con này cũng khá là cao cấp, khá là gấu ha, với một cái biến thế đời năm to. Thì cái tụ chuyên cho audio, tụ Elena, tụ đồng nguồn chuyên cho audio. Rất là nhiều sò, giải sò dưới ha. Thì phía dưới là hai cái tụ lục nguồn to tướng phía dưới ha. Thì cái con này thì
đánh là 14 cái sò than ha, toàn bộ là cái chip giải mã xịn ha. Đây các bác sẽ thấy là một cái con chip sắt ha, giải mã DSP32bit. Thì nhìn phía sau của Amply thì ta cũng đã thấy là cái đẳng cấp của nó như thế nào. Toàn bộ cái giắc cắm này được mạ vàng 7.1 kênh loa. Ta có thể chơi rất là nhiều cái định dạng ngõ vào như là HDMI, cộng quang để giải mã tín hiệu DAC từ cái TV xuống. Sau đây em sẽ lắp thêm cái cổng quang. Thì cổng quang ta lắp vào cái ngõ là sát ha. Đây cổng quang. Đây các bác sẽ thấy là cái tín hiệu màu đỏ từ trên cái cổng cáp quang mà ở ngõ sát ha. Và tiếp theo là cái ngõ analog ha. Thì ta sẽ lắp vào cái tên là audio là CD ha. Thì các bác nào có thể sử dụng bằng nghe điện thoại hay là nghe bằng đầu đĩa xuống ha. Và đặc biệt đây là cái dòng này nó sẽ có cái ngõ là rề out ha. Ở đây em đã cắm sẵn để có thể test cái chức năng là rề out để làm DAC ha. Thì với cái tầm giá của cái con này thì là một cái con DAC thì rất là đáng đồng tiền trong cái tầm giá của nó, với cái chuẩn độ nông rất là xịn. Và cái dòng này là nó đã cải tiến rất nhiều về cái chất âm ha. Chất âm với những cái chuẩn giải mã mang cho chất âm nó cực kỳ sạch và chất âm đậm đà của đàn ông. Tiếp theo là em sẽ test các ngõ ra lo của Amply ha. Thì nếu chúng ta có hai lo thì ta sẽ lắp vào hai cái ngõ lo phong này ha. Đây là hai lo ha. Em sẽ tăng cái volume lên. Đây là cái loa phong, đây hai loa phong. Tiếp theo đây là cái loa center ha. Tiếp theo là loa surround, tiếp theo là cái loa surround ha. Đây là surround B ha, chúng ta không có sử dụng surround B. Thì cái dòng này được sản xuất tại Nhật, điện áp 100V, công suất tiêu thụ điện là 320W ha, cũng khá là lớn ha. Đó là các test cái ngõ ra lo ha. Tiếp theo em sẽ test về cái chức năng làm rê DAC. Thì các bác có thể đưa rất là nhiều nguồn âm thanh vào, có thể là từ là HDMI, có thể đi hình và tiếng và âm thanh lấy cái từ cái ngõ rề out để làm DAC thì qua một cái một cục đẩy khác ha. Và hoặc là tín hiệu số từ cái cổng quang qua cái Amply đàn ông 3808 này có thể là cân chỉnh và giải mã và điều chỉnh bát dép ha, để sau đó sẽ đi ra từ cái cổng analog này. Thì các bác sẽ thấy là đây em đang cắm bằng ngõ phong left và phong right ha. Thì cái ngõ này em đã lắp được trực tiếp vào cái Amply khác ha. Sau đó sẽ tăng được cái ha. Đây các bác sẽ thấy là em không hề gắn một cái loa nào ha. Thì đây nó đi qua một cái Amply khác để làm giải mã DAC rất là chuẩn ha. Vừa làm DAC và cũng có thể vừa làm để cải thiện chất âm, kết hợp với một cái hệ thống giải mã lọc âm thanh Equalizer 9 tần số ha. Đó là cái test cái ngõ vào để làm DAC ha. Sau đó sẽ cắm lại cái loa, ha. Thì các bác chú ý là đây em đang test bằng cái ngõ analog là CD và cổng quang là sát ha. Thì sau đây em sẽ test bằng cái ngõ, hai cái ngõ này ở phía trên.
nha. Đây là cái ngõ sát. Ha, đây nó đã nhận được cái cổng quan, và đây là cái thông tin trạng thái ngõ ra lo ha. À, tiếp theo là cái ngõ CD. Ha, đã nhận được tín hiệu analog và giải mã ha. Ha, tiếp theo là cái phần test về cái hoạt động của cái cổng USB ha. Thì đối với dòng này là nó sẽ đọc rất là mượt mà các chuẩn nhạc latex ha, với những cái file lớn ha. Rồi em đã cắm cái ngõ USB vào, thì ta có thể xoay cái ngõ vào là cái NAT USB ha. À, ta vẫn có thể thêm xem các thông số trực tiếp từ cái màn hình, hoặc là khi mà kết nối với HDMI ngõ ra thì ta có thể nhìn thấy cái thông tin ở trên cái màn hình TV của chúng ta khi đã được kết nối ha. Thì trên cái khiển đây ha, ta vẫn bấm được cái nút qua lại lên xuống mũi tên và trở ra để mà di chuyển và điều khiển âm thanh ha. Ta nhấn Enter để mà bắt đầu, thì các bác sẽ thấy đây là nhạc liên khúc 1 với cái đuôi là Black ha. Đây là nhạc chất lượng cao ha, chất lượng ngang với CD gốc ha. Đây, bấm play. Ha, đọc rất là mượt mà, bấm mũi tên xuống để mà qua bài ha, rất là nhanh. Qua bài liên khúc số 2, bấm mũi tên xuống để mà qua bài số 3. À, rất là tiện dụng, ta có thể ngồi từ xa để mà điều khiển cái trình phát và đọc cái nhạc từ cái USB này ha. Bấm nút trở ra đây ha, trở ra để mà lựa chọn các thư mục ha. 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 Rất là tiện dụng ha. Tiếp theo là một vài cái thao tác về hướng dẫn sử dụng, điều chỉnh về cái bass chép và chỉnh equalizer của dòng Ampli đời 3808 ha. Ha, thì đầu tiên là ta nhấn vào menu ha, các bác có thể điều chỉnh trực tiếp từ phía trước máy ha, qua lại lên xuống Enter và Return ha, hoặc là có thể điều khiển bằng cái nắp phía sau của cái remote ha. Ở đây sẽ có nút là menu ha, qua lại lên xuống và Enter ha, ta có thể điều chỉnh bất kỳ ha. Đây em nhấn là menu ha, thì các bác có thể xem các thông tin từ ở trên cái màn hình TV ha. Em sẽ tắt cái nguồn để mà đây, để chúng ta có thể dễ dàng thấy cái thông tin này hơn. À, thì audio à, thì ta nhấn nút menu để cài đặt bass chép, thì ta di chuyển xuống mũi tên xuống là một parameter, sau đó ta chuyển qua là audio chuyển qua là một tông tông off, thì tại đây tông off thì ta mới chỉnh được cái âm thanh âm bass và âm chép ha. Đây Enter, sau đó chỉnh tới âm bass đó là tăng cái cách để mà tăng bass và chép. Rồi trở ra và để điều chỉnh cái equalizer thì ta phải vào mục là ta trở ra ngoài, ta vào mục là menu setup. À, ta di chuyển sang là và di chuyển xuống là một audio setup ha, thì các bác sẽ mũi tên sang, sau đó là ở đây nó sẽ có cái mục là menu equalizer ha, các bác có thể là di chuyển xuống để mà chọn kênh, chọn tất cả ha, chọn trái phải ha. Thì ở đây nó đã hiển thị cho chúng ta các thông tin về cái chọn ngõ vào ở cái của các kênh loa. Ta có thể là điều chỉnh loa left right ha, center, surround và surround back vân vân.
ha, thì các bác có thể điều chỉnh cái equalizer này, di chuyển mũi tên sang và thay đổi ha. Ha, rất là hay, rất là tiện dụng ha. Tiếp theo là cái thao tác để cài đặt loa đi, em cũng hướng dẫn sơ để các bác có thể xử lý khi mà cần ha. Ta vào một là menu setup ha, ở đây nó sẽ có một là speaker setup ha. Ta sẽ vào speaker config ha. Thì tất cả các kênh loa ta phải là chọn lớn để mới tăng công suất của cái ampli ha. Sau đó chở ra tiếp theo là một subwoofer ha. Thì các bác chọn giùm em là LFE cộng main thì cái âm bass nó sẽ mới xuất ra được cái loa sub ha. Rồi tiếp nữa là cái channel lever ha, đây là cái thao tác để mà tăng volume của từng kênh loa. Thì ta nhấn mode là menu và ta nhấn là start ha. Thì các bác nhớ là phải giảm volume lại ha, thì không nó sẽ ảnh hưởng hại tới cái loa ha. Thì ở đây ta sẽ tăng lên tất cả là 12 ha. Thì đó là cái thao tác để mà cài đặt và điều chỉnh các thông số về chỉnh bass chép loa ha, equalizer của dòng Ampli D5-3808 ha. Với cái dòng này với chất âm rất là chuẩn và công suất khá là cao, 160W một kênh, và đặc biệt là có khả năng để chơi cái nhạc UP lossless ha. Thì cái việc mà sử dụng để làm một cái đầu phát nhạc UP lossless với cái cổng rề out thì cũng rất là đáng đồng tiền để mà sử dụng cái con Ampli D5-3808 này. Ngoài ra thì cái chất âm của cái con D5-3808 khi mà nghe nhạc hai kênh hoặc là sử dụng để xem phim bằng các chế độ hiệu ứng bên trong thì cũng rất là chuẩn ha. Được D5 thiết kế rất là kỹ lưỡng và đầu tư rất là nhiều về mặt cái công nghệ và chất lượng ha. Thì các bác cũng đã nhìn thấy cái cấu hình bên trong thì cũng đã có thể là hình dung được cái phần chất âm của cái con D5 này được đầu tư kỹ lưỡng như thế nào ha. Cấu hình rất là gấu thì với cái thiết kế trọng trọng lượng là rất là nặng nha, lên đến là 18,2 kg, chứ không phải những cái dòng Ampli rất là nhẹ, dòng đời mới ha. Và cái kích thước chiều ngang của nó là 434 mm, chiều cao là 171 mm và chiều sâu là 420 mm ha. Rất là chuẩn cho một cái Ampli được thiết kế cả chất âm và cái cấu hình của Ampli ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác.